Con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép được đọc Tà Kiến Ngã Mạn Kệ, được trích từ quyển sách Kệ Tu Tâm của tác giả Sư Thanh Minh. Tâm tà kiến. Tà kiến là tâm ý hiểu sai, tiếp thu tư tưởng cõi trần ai, do chẳng thấy nhân nhưng thấy quả, sinh ra tham ái đã lâu dài. Tà kiến là do lúc tạo nhân, không hay sẽ có quả xoay vần. Nếu hiểu có nhân thì có quả, đã không tà kiến đã thật chân. Tà kiến là khi hưởng phước ân, mà không hề biết đã tạo nhân. Nếu hiểu phước nhân sinh phước quả, đã không tham ái cõi hồng trần. Tà kiến là khi bị khổ đau, không hay nhân trước có quả sao. Nếu hiểu ác nhân sinh ác quả, thì đời không ác ý hại nhau. Tà kiến là không thấy trước sau, chỉ nhìn một phía mới khổ đau. Thường chấp cầu sinh mê tín loạn, đoạn chấp vô thần tạo ác sâu. Cũng vì tà kiến nên ta phải quẩn quanh sinh tử quá dài lâu. Muốn xa tà kiến thì nhanh chóng, học pháp tu tâm sẽ nhiệm màu. Ngộ ra chân lý dòng nhân quả, thì đời tục lụy bước dần qua. Tâm ngã mạn. Ngã mạn là tâm lý tự cao, dưng dưng đắc ý với tự hào. So sánh mình hơn nên tự mãn, là tham ngã mạn với kiêu sa. Đem mình so sánh với người ta, cao thấp hơn thua ngã mạn tà. Sĩ mê ảo tưởng tôn tự ngã, vì không hiểu biết tự sinh già. Cái thân năm uẩn vô thường khổ, người mê chấp trước nó là ta. Cũng vì tham ái yêu tự ngã, cống cao hỏng hách mới sinh ra. Bởi tâm ngã mạn không hiền thiện, chỉ biết kiêu căng lợi ích ta. Cho nên pháp Phật thường khuyên dạy, diệt tham ngã mạn khỏi mê tà. Tuệ tri năm uẩn vô thường khổ, tuệ tri vô ngã chẳng còn ta. Đoạn trừ ngã mạn thì ra khỏi, tử sinh muôn kiếp đã lìa xa. Con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Tà Kiến Ngã Mạn Kệ, được trích trong quyển sách Kệ Tu Tâm của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.